mọi người nhá. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người làm món nội có bò với cả xoài xanh. Nguyên liệu có xoài xanh này, chuối, rau húng, ngộ và các loại rau thơm khác này, và tỏi, ớt như một nguyên liệu chính như này. À, một miếng bò, miếng này thì khoảng tầm nửa cân nhá. Cái này nếu bạn ra ngoài chợ thì nó cũng bán sẵn kiểu này rồi, về mình chỉ có trần qua thôi, nhưng ngược lại quá thì nó hơi chín. À, muốn nộm thì cần phải thái nhỏ này nhá. Ừ, thật quá. Cái này bình thường là ngày xưa là bố mình còn hay làm, tự làm cơ. Giờ thì ít cả cũng hay làm nữa, thành ra cái này thì có thể ra chợ mua được. Một miếng bò này nhá, giờ thì phanh nhỏ nó ra để nộ. Ok, thường những món nộm này thì nên cho cái chuối xanh hay một cái gì đấy nó chát để cho đỡ ngấy, ăn đỡ ngấy. Để làm món này nữa thì có cần hạt vừng nhá, hạt vừng da. Này chua chua lại này, ăn thêm miếng nữa. Chuối
Xong rồi trộn hết các nguyên liệu với nhau đã thái vào thì mình cho một đi giấm nhá, khoảng độ 2 thìa giấm các bạn. Cái này ai mà ăn chiên vị chua nhiều hơn thì có thể cho thêm giấm hoặc là thêm xoài xanh. Dậy mùi rồi đó. Có ăn được cay không? Ăn được cay không? Thử miếng đi. À, nhìn thử miếng à. Ngon, ăn cái mùi mướt này. Ngon. Thêm một ít xoài xanh nữa thì nó sẽ tạo vị chua thơm hơn. Nhưng mà mình nghe nhà mình cũng ít người ăn được chua quá. Làm này nó bừa. Bạn nào thích ăn chua thì cho ăn nhiều hơn. Thôi, cho nốt cái rau sống vào ăn vừa. Rất thơm nha bạn. Bò bò ăn rất dai. Ăn với cả vị chuối hơi chát. Xoài xanh hơi chua và ăn cái rau mùi rau ngộ này nha, rất thơm. Rất thơm luôn. Khoan. À. Rồi ăn đi. Ăn được cay nhau. Ăn đi qua, đây này không được chọn, ăn cái này này. Đó. Ăn luôn. Cả hai gương mặt đang ăn thử. Ngon không? Ngon. Ôi, tối quá rồi. Xong rồi đấy nhá cả nhà nhá. Nãy quay bên kia trời tối quá nhìn không rõ. Sang đây cho mọi người xem lại thành quả. Mình thử nhá. Thế ngon. Ăn một xíu chua, chát của chuối. Vị nó ăn không ấy, ăn rất ngon. Không đây, thử chưa nào. Ăn cho ngon không? Đũa đậu rồi, nhìn mấy thổ dân này. Nào, có hiểu, ăn ngon không? Có chua không? Ừ, ngon đúng không? Thế bữa sau chú thử có ăn tiếp không? Mạnh lên nhỉ? Rồi. Thôi, giờ đến đợi thưởng thức luôn. Chào mọi người nhá.